I'm so happy to see you. Anh là cái người vừa đẹp trai nè mà vừa nói chuyện lịch sử nè mà vừa dễ thương nè, phỏng vấn quá dễ thương nè. Anh lập gia đình chưa anh? Anh Lân mà chưa lập gia đình em giới thiệu một người cho anh đó nha. I love you so much. I love your show so much. You are number one. I love you. Bye. Ngay buổi khai trương mà gặp được ba người bạn này hết sức là may mắn. Nếu mà ai cũng mặc đồ giống ba người bạn này, chúng ta không nghĩ rằng chúng ta hôm nay đi ngày khai trương mà chúng ta đi tham dự một cái lễ hội Halloween của tháng 10. Mọi người cho biết là tới đây tham dự thấy không khí ngày hôm nay như thế nào? Em thấy không khí rất là tưng bừng. I'm so happy. Em giới thiệu anh, em là Mama Mai and con gái em là Ginny Mai, The Real Talk Show. And hôm nay em mặc đẹp cái bộ đồ gold. And cô này mặc đẹp silver by Denny Contour from Houston, Texas. Yeah, tụi em là hôm nay là modeling for him. Yes. Mọi người tới đây xem cái buổi khai mạc ngày hôm nay đó thì trông đợi sẽ xem được những cái chương trình gì từ cái đài TV mới khai trương này. Trước hết là mình tới đây để chúc mừng cái đài TV của chị Hồng Sâm và những người partner của chị. Thứ hai là để mình thưởng thức những món ăn ngon. Và thứ ba là để thưởng thức những cái chương trình fashion show từ Danny và những người fashion designer nữa. Và những chương trình văn nghệ của những ca sĩ nổi tiếng của khu phố và người Việt của mình. Em support chị Sam Nguyễn and support Danny Contour. Đó là hai người, the main one em support. And cho đúng ra là em rất hãnh diện là người Việt Nam mình hôm nay đến đông rất là vui phải không? Mà đồ ăn rất là ngon. Cái gì cũng ngon hết trơn á. Mà gặp một anh phỏng vấn quá đẹp trai luôn, lại còn thích luôn nữa. Coi như là from A to Z number one. I love it. Mama Mai, chúng ta phải nhớ cái tên này. Cái tên này chúng ta sẽ còn gặp nhiều trong tương lai trên chương trình Football Side TV, hy vọng là như vậy. Thì ra là ngày hôm nay chúng ta không phải đi tới một cái buổi Halloween mà là vì có một chàng thiết kế gia ở đây. Anh có thể cho biết tại sao mà mọi người hôm nay mặc bộ đồ hết sức là đặc biệt cho cái buổi khai trương này thưa anh? Cái bộ đồ này là based on cái collection của em cho mùa thu ý đông, về inspiration về minimalistic và Japan. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người một buổi tối thật là vui ngày hôm nay. Dạ em cảm ơn anh rất nhiều và have a nice weekend you guys. If you want to follow Mama Mai Instagram, the Mama Mai Instagram make you happy. Yeah, Fufusa, I love you guys so much. Number one.